Cường Nguyễn mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thứ bảy ngày 19 tháng 2 2021, cuối tuần, Cường đến đây đang bánh bèo cô Tài ở chợ Bà Chiểu. Sẵn dịp Cường review cho cả nhà xem nhé. Đầu quá này mới thấy con ghé. Dạ, hôm nay con thèm món ăn của cô quá mà con nhớ cô luôn. Xong con ghé đây con ăn buổi sáng. Con ăn con đem về. Chút xíu cô làm cho con một phần giống như này ha, đủ thứ nha cô nha. Rồi cái này bánh ướt này nha. Cái này ít trần này nha. Cái này bánh đúc nè. Cái này bánh bột lọc nè. Cái này bánh bèo. Bánh bèo cho xong. Rồi chả bò này nha. Cái này chả lụa này nha. Rồi đầy đủ rồi đó. Mỡ hành này nha. Tôm nè. Hành phi nè.